Xin chào bạn, cách đây nhiều năm thì chúng ta hay thường để ý đó là mọi người luôn phấn đấu mua được một chiếc Honda SH hoặc là một chiếc Tay Ga cao cấp. Nhưng mà dạo gần đây thì suy nghĩ của mọi người bắt đầu có sự dịch chuyển, nhu cầu xe hơi tăng lên. Rõ ràng là một chiếc xe hơi sẽ an toàn hơn là một chiếc xe máy, cho dù nó là ở phân khúc nào, cho dù nó có giá như thế nào thì nó vẫn an toàn hơn xe máy. Và xin giới thiệu các bạn, kế bên mình đây là chiếc Mitsubishi Outrage phiên bản 2020 đã được thay thế toàn bộ ngoại hình. Vâng, đây là chiếc Outrage 2020. Vâng, chiếc Mitsubishi Outrage ở đời trước, đây là cái mẫu xe mà thường được gán với câu đó là chọn con tim hay là nghe lý trí. Chọn con tim là vì sao? Vì chiếc xe này là một chiếc xe rất là tiết kiệm nhiên liệu cũng như là vận hành tương đối ok, được rất là nhiều đánh giá khả quan từ các bác tài RAP cũng như là những chủ xe khác. Nhưng đó là phần lý trí, nhưng mà còn phần chọn con tim là vì cái đời cũ ngoại hình nó xấu quá. Nói thật là đời cũ Outrage xấu cực kỳ, không chấp nhận được. Nhưng mà chính vì cái xấu đó vậy mà doanh số của nó vẫn tăng theo hàng năm, và gần như Mitsubishi họ không chạy truyền thông gì cho cái mẫu xe này cả, nhưng mà nó vẫn bán chạy. Thì lý do là tại sao? Tại vì những người đã sử dụng Outrage rồi thì họ truyền miệng cho nhau rằng chiếc xe này rất là tiết kiệm xăng, vận hành rất là ổn và cái tâm rất là tốt, cũng như là cái động cơ bền bỉ. Đó là lý do khiến cho Outrage ở những đời trước mặc dù xấu như vậy nhưng mà vẫn bán được. Nhưng mà qua đời này thì rõ ràng các bạn thấy là không còn cái câu chuyện chọn con tim hay là nghe lý trí nữa. Cả con tim và lý trí đều đang chọn mẫu xe này bởi vì nó đã thay đổi ngoại hình rồi. Và đây, thiết kế trứ danh của Mitsubishi Dynamic Shield đang được trang bị trên mẫu xe Outrage mới. Các bạn có thấy cái sự tinh tế của Mitsubishi khi mà với cái thiết kế Dynamic Shield họ đã áp dụng trên phân khúc này, rất là khéo léo để khiến cho phần đầu xe trông nó dễ kích, dễ tiếp cận hơn rất là nhiều. Ở đời cũ các bạn thấy là cái phần đèn thì nó bo tròn cũng như là sử dụng đèn halogen, nhưng mà qua đời mới này đây là đèn LED, có luôn cả đèn light. Và cái đèn LED này thậm chí họ còn tinh tế ở chỗ đó là mặc dù xe giá rẻ nhưng mà lại được cách điệu tí xíu để khiến cho phần LED này trông nó không phải là hình tròn mà nó là hình tứ giác. Bỏ qua phần miêu tả đi, nói chung là cái thiết kế ngoại hình các bạn có thấy là nó đang có một sự tiến bộ rất là nhiều nếu mà so với Outrage đời cũ. Ở phần cản trước cũng được thay đổi, đèn sau lại là một sự cách biệt to lớn nếu so với đời cũ. Các bạn nên nhớ rằng ở phân khúc A cộng phân khúc B thì cái phần đèn sau là chi tiết rất là khó thiết kế bởi vì nó nhỏ quá, nó ngắn quá. Nhìn sang những mẫu xe đối thủ ví dụ như Kia Soluto hoặc là Hyundai i10 thì rõ ràng cái phần đuôi sau nếu mà so với phần đuôi của Outrage thì đang có một sự đuối không hề nhẹ. Một điểm đặc biệt nữa vận hành của Mitsubishi Outrage mà các bạn hãy xem lại một tí xíu cái clip cũ của mình nói về Outrage. Vâng, cái điểm đặc biệt nhất của Outrage đó là tại sao cái ga đầu nó rất là mốc, là vì ở trên chiếc xe này trọng lượng nó chỉ nằm ở tầm 850kg thôi. Nếu mà so với những xe cùng phân khúc thì nó nhẹ hơn 100-200kg. Vâng, giảm 100kg trọng lượng sẽ tốt hơn là tăng 100Nm hoặc là 100HP. Và điều này thì Mitsubishi làm rất tốt khi mà chiếc Outrage này nó chỉ nằm ở 850kg, một chiếc xe rất nhẹ. Khối động cơ 1.2 được gắn trên một cái thân xe nhẹ thế này sẽ giúp cho Outrage tiết kiệm nhiên liệu nhất phân khúc luôn. Mình đã từng thử chiếc xe này đi cố gắng tiết kiệm thì nó tầm khoảng 4.2, 4.3 gì đó. Thậm chí có người còn có thể chạy xuống còn dưới 4L luôn. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ bước vào trong nội thất để xem cái nội thất của xe này có điểm gì cần phải lưu tâm nhé. Xin nói với các bạn tí xíu đó là ở đời này thì ngoài cái chuyện thay đổi ngoại hình ra thì Mitsubishi cũng đã trang bị cho chiếc xe này một vài sự thay đổi. Vâng, nếu như ở đời cũ thì chúng ta thấy là với cái ngoại hình nó bầu bỉnh cộng thêm cái thiết kế nội thất nó cũng tròn tròn, đâm ra là cái nội thất trông nó hơi bị thô kệch nếu mà so với cái đời cũ. Nhưng mà qua đời mới này mình lại thấy nó rất là hợp lý bởi vì cái phần ngoại hình nó đã tươi mới hơn rồi, nó đã có góc cạnh rồi. Và khi mà bước vào nội thất này nó lại có những chi tiết hình tròn sẽ khiến cho cái sự tương phản và tạo nên cái cảm giác đó là mình chấp nhận được cái nội thất này nó khá là ok đó. Nếu mà so với cùng phân khúc thì đang thấy là rất ok. Thì trên cái chiếc Outrage đời 2020 này chúng ta sẽ có những cái chi tiết khác biệt như sau. Ví dụ như gương chiếu hậu gập điện ở bệ tựa tay bên tay phải của mình thì có một cái bệ tựa tay. Và cũng nói với bạn luôn đó là đây là chiếc xe duy nhất của Mitsubishi có chi tiết này luôn. Và
Mình hay gọi chiếc S-Train này là một chiếc xe nhập Thái Lan giá rẻ nhất Việt Nam. Đây là chiếc xe nhập Thái rẻ nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Các bạn có thể mua phiên bản MT của chiếc xe này với giá chỉ có 365 triệu đồng. Và phiên bản số tự động sử dụng hộp số CVT của chiếc xe này chỉ có giá khoảng 470 triệu đồng. Thì đây là mức giá gọi là kỷ lục luôn. Và đây là xe nhập chứ không phải là xe lắp ráp tại Việt Nam. Chất lượng xe nhập so với Việt Nam thì các bạn cũng đã có sự so sánh và cũng sẽ biết là nó có chênh lệch như thế nào đó. Ngoài ra thì trên Mitsubishi S-Trail còn được trang bị những tính năng cần thiết cơ bản như sau, ví dụ như là nút đệm start stop này, có luôn cả đây là một cái màn hình mới và có cả Android Auto cũng như là Apple CarPlay. Cái màn hình này thì các bạn mua về cũng không cần phải độ đẻo thay đổi gì đâu. Ngoài ra thì trên cái hệ thống máy lạnh thì còn có máy lạnh điều hòa tự động luôn, có nút auto nè đó, chúng ta chỉ cần bấm auto thì nó sẽ tự động tăng gió lên. Thì đây cũng là một cái tính năng khá là ok nếu mà so với những xe cùng phân khúc. Đây, chiếc xe mình giới thiệu với bạn đây là xe số tự động và sử dụng hộp số CVT. Thì xe hộp số CVT nếu mà so với hộp số AT bình thường thì nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn rất là nhiều. Với một chiếc xe như S-Trail cũng như là hộp số CVT của Mitsubishi thì mình cam đoan với các bạn là ở ga đầu khi mà vận hành trong thành phố thì đây là chiếc xe cho bạn cái cảm xúc là nó rất là mạnh nếu so với những xe khác. Khi mà đạp i10 hay là Suzuki chúng ta sẽ có cảm giác là nó hơi lì lì ga đầu, nhưng mà xin thưa với các bạn, với hộp số CVT trên S-Trail thì không còn chuyện đó đâu. Rồi chúng ta sẽ cùng bước ra ghế sau để xem phần ghế sau. Các bạn để ý là hồi nãy mình đang ngồi ở ghế tài, ở vị trí ghế tài thì mình đang chỉnh ở cái chỗ mà mình ngồi thoải mái nhất. Thì ở ghế sau thì cái khoảng để chân nó cũng còn rất là rộng rãi và thậm chí các bạn có thể chui cái chân vào trong để ngồi, cảm thấy là nó sướng hơn. Và thêm một chi tiết nữa mà ở phân khúc này không có xe nào trang bị, đó là cái bệ tự tay chính giữa. Đây là chi tiết mà chỉ có một mình Mitsubishi S-Trail có mà thôi. Đây là bệ tự tay chính giữa đây. Rồi, và ở hàng ghế giữa cũng có luôn cái tựa đầu luôn. Đây là chi tiết mà chỉ có S-Trail có thôi. Và thêm một điều quan trọng nữa, chúng ta đã thấy những cái sự khác biệt của S-Trail nếu mà so với những xe cùng phân khúc. Và chúng ta còn có thêm một chi tiết nữa, đó là camera gear được tích hợp sẵn luôn. Với những cái option được trang bị thêm trên chiếc S-Trail này thì các bạn thấy là nó đang là một chiếc xe có giá trị hợp lý nhất thời điểm hiện tại trong phân khúc A cộng hay là phân khúc B. Phần cốp của S-Trail như ảnh nói là nó ngắn, nhưng mà thật ra nếu mà so với cùng phân khúc thì nó chỉ thua có Kia Soluto thôi. Nó rộng hơn i10 và nó thua Vios tí xíu. Đây là phần cốp. Nó thua Kia Soluto tí xíu, thua Vios tí xíu, nhưng mà nó rộng hơn i10. Nếu mà chỉ nhìn bên ngoài không thì cứ nghĩ là nó chật hơn i10, nhưng mà thật ra nếu mà đo thông số thì nó rộng hơn i10. Và ở trên cái cốp này còn có một chi tiết khác biệt nữa, đó là cái đuôi gió thể thao bằng nhựa và có luôn cả cái đèn chính giữa luôn. Khi mà đạp thắng thì nó sẽ sáng lên. Thì cái chi tiết này sẽ khiến cho cái phần đuôi xe trông nó trường hơn và nhìn cái thân xe nó dễ chấp nhận hơn. Rồi, và bây giờ mình xin nói với bạn đó là giá của chiếc Mitsubishi S-Trail phiên bản 2020 được áp dụng Alliance Mitsu thì được bán với giá đó là 375 triệu cho phiên bản MT, và phiên bản hộp số CVT là sẽ có giá 470 triệu. Mình thấy là với mức giá này đây là một món hàng khá hời cho các bạn. Hãy ra showroom xem thử và lái thử Mitsubishi S-Trail mới nhé, và đừng quên subscribe kênh Xe Việt Nam. Bye bye.